Dạ, thành kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư và các bạn đồng nghiệp đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em nha. Thanh mời cả nhà cùng xem hình ảnh trên Flycam với em để mình quan sát hết được khu dân cư, trường học, hàng quán tạp hóa cũng như là đường đi lối lại để dẫn vào trong một mảnh vườn. Hôm nay Thanh quay cụ thể sẽ nằm tại là thôn Bình Hà 2, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà cùng theo dõi với em một lô đất được 91 mét mặt tiền, chủ nhà bán chỉ hơn 5 triệu một mét, và chất đất của mình ở đây là đất đỏ ba gian. Trên đất của mình thì đã có trồng toàn bộ là điều cũng như là cách khu dân cư trường chợ trạm Thanh quay ở đây chỉ có 1,2 km thôi cả nhà, và cách ngay cái mặt tiền lộ nhựa của mình chỉ có 190 mét thôi. Mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh được động lực khích lệ từ quý cô chú anh chị của mình. Ngoài ra cả nhà sẽ ủng hộ cho Thanh một nốt like, một nốt đăng ký và nhấn vào một nốt chuông để đón nhận những video Thanh quay và gửi lên hàng ngày. Đây là Thanh đang quay toàn bộ khu dân cư cũng như là đường đi lối lại xung quanh, chỉ cách lô đất của mình nếu tính đường chim bay chỉ vài bước chân, còn tính đường đi đường vòng chỉ từ 1 tới 1,2 km thôi. Đó thì cả nhà sẽ sở hữu được một lô đất nằm tại cụm khu dân cư trường chợ trạm mà giá cực kỳ là rẻ và được tới 91 mét mặt tiền nha cả nhà. Bây giờ thì cả nhà cùng di chuyển thực tế trên đường vào trong lô đất với em. Lúc nãy là Thanh quay từ trên Flycam cho quý cô chú anh chị cùng theo dõi. Và đây là Thanh quay thực tế ở dưới ngay cái mặt tiền lộ nhựa cũng như là khu dân cư đường đi lối lại cho cả nhà cùng xem thực tế một lần nữa. Bây giờ cả nhà cùng theo dõi để đi vào trong lô đất, mình xem đầu đuôi để sở hữu được một lô đất sổ sẵn, pháp lý an toàn, công chứng được liền và chủ nhà gửi tụi em quay bán vào thời điểm hiện tại. Nếu hết toàn bộ là 91 mét, chiều sâu là 119 và một cạnh là 48, tổng diện tích là 4.879 mét vuông. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là cây lâu năm. Chủ nhà bán hết toàn bộ là 470 triệu. Chia đất xào ra sẽ là 96 triệu trên một xào, hoặc gọi là còn 1.000 mét vuông. Còn đất mét chỉ hơn 5 triệu trên một mét thôi nha quý cô chú anh chị mình. Và từ ngay cái mặt tiền lộ nhựa Thanh đang di chuyển đây để đi vào trong lô đất chỉ có 190 mét thôi. Bây giờ cả nhà cùng di chuyển và vào theo chân em để đi vào trong lô đất cùng với Thanh nha. Thì hiện tại là Thanh đã di chuyển ngay tới toàn bộ cái mặt tiền của mình là 91 mét nha quý cô chú anh chị mình. Thì tính từ ngay cái chỗ vị trí của tay Thanh chỉ đây, cái cạnh này của mình chạy thẳng xuống một cạnh chiều dài sẽ được là 119 mét. Và trên đất của mình thì trồng toàn bộ là điều, và chất đất của mình ở đây là đất đỏ ba gian. Bây giờ Thanh sẽ di chuyển toàn bộ 91 mét mặt tiền đường đất lớn, xe ô tô di chuyển thoải mái cho quý cô chú anh chị cùng theo dõi trước với Thanh nha. Tí nữa Thanh sẽ di chuyển vào trong để quay toàn bộ đầu đuôi cũng như là mặt bằng cái mảnh vườn điều hôm nay Thanh quay cho cả nhà cùng theo dõi với em.
Đồng thời, cái hướng mặt tiền Thanh đang di chuyển ở đây sẽ là hướng Tây Bắc nha quý cô, Tây Nam nha quý cô chú anh chị mình. Và cũng từ ngay cái vị trí của lô đất Thanh đang quay và di chuyển đây, mình di chuyển ra ngay cái đường bê tông chỉ dao động vào có 50 mét thôi cả nhà. Còn ra ngay cái mặt tiền lộ nhựa lúc Thanh đang di chuyển vào là 190 mét. Còn ngay ủy ban xã, trường học và cụm dân cư buôn bán sầm uất, ngay cái đoạn video đầu tiên của Thanh quay thì sẽ dao động vào bán kính là 1,2 km. Ở đó của mình là trường, chợ, trạm, dân cư đông đúc, cung cấp đầy đủ nhu cầu thiết yếu cho người dân của mình. Với toàn bộ 91 mét mặt tiền đây của mình, quý cô chú anh chị mình chia ra chỉ là hơn 5 triệu trên 1 mét ngang thôi. Đó, thì cả nhà cũng thấy được là đất của mình là cực kỳ là phù hợp để cho quý cô chú anh chị mình có thể theo dõi và thấy phù hợp thì mình mua làm của, đầu tư an toàn nha cả nhà mình. Đó, thì tới đây là hết toàn bộ 91 mét mặt tiền mà Thanh quay và di chuyển cho cả nhà mình cùng theo dõi với em. Thì cái cạnh bên đây của mình sẽ được là 48 mét và chạy bọc theo cái phần đuôi của mình nở hậu ra hơn 100 mét. Còn đây là 91 mét mặt tiền, cạnh đó của mình là 119. Với tổng hết diện tích Thanh quay là 4.879 m2. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là cây lâu năm. Và trên đất của mình thì chủ nhà đang trồng toàn bộ là điều già đã được vào thu. Và cả nhà mình biết không, ưu điểm của lô đất mình ở đây là gần khu dân cư, trường, chợ, trạm. Và chất đất của mình thì chất đất rất chi là đẹp luôn, là đất đỏ ba gian, phù hợp cho cả nhà mình chuyển đổi trồng cây ăn trái. Và nguồn nước cũng như là đường điện và dân cư của mình là ok hết nha quý cô chú anh chị mình. Đó. Dạ, trong thời gian Thanh quay và giới thiệu, quý cô chú anh chị thấy cái nguồn đất Thanh đang quay đây phù hợp thì liên hệ trực tiếp cho Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh được gửi toàn bộ thông tin cũng như được gặp trực tiếp quý cô chú anh chị mình để mình có thể sở hữu được một lô đất đẹp, giá rẻ chủ nhà đang gửi tụi em quay bán vào thời điểm hiện tại đây nha quý cô chú anh chị mình. Và lô đất Thanh đang quay thì cụ thể là nằm tại thôn Bình Hà 2 của xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị mình. Đó, bây giờ là Thanh đang di chuyển ở trong cho cả nhà mình cùng theo dõi với em nè. Điều của mình ở đây toàn bộ là điều già hết nha cả nhà. Chủ nhà của mình thì có mắc võng ở đây vì mùa này là đang mùa thu trái điều á. Còn mảnh vườn mà Thanh đang quay, nếu quý cô chú anh chị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên sẽ dao động là 150 km. Từ Bình Dương lên sẽ là 112 km. Và gần hơn là Đồng Xoài, dao động rất gần, chỉ có 58 km thôi cả nhà mình. Đó, đây là đại Thanh đang di chuyển theo cái cạnh của mình là 119 m chạy từ đây thẳng. Còn xuống tới đây của mình, đó, chạy ngang qua là hết toàn bộ diện tích hơn 4 sào đất của mình, gần được nửa hecta đất nha quý cô chú anh chị mình. Dạ, thì mọi thông tin cả nhà liên hệ trực tiếp cho Thanh. Và trong thời gian Thanh quay và giới thiệu thì cho Thanh một nốt like, một nốt đăng ký để em được sự động lực, khích lệ từ quý cô chú anh chị mình. Ngoài ra cả nhà có thể bấm một nốt chuông để đón nhận những video Thanh gửi lên hàng ngày. Rất mong sẽ đáp ứng cũng như là sẽ phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị của mình. Đó. Đây là quý cô chú anh chị mình. Lô đất của mình là rất chi là rõ ràng luôn, gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Đó. Đây là lô đất của mình ha. Ranh giới xung quanh của mình là có làm lên như thế này nè, nên là lô cách lô nhìn rất chi là rõ luôn. Và xung quanh của mình thì đã được cắm các trụ sắt đầy đủ để đảm bảo là đất của mình ở đây là đúng đất, đúng vị trí, không quy hoạch, không tranh chấp, không kê biên. Và trong quá trình mua bán, sổ sách cũng như là toàn bộ về diện tích đất, quý cô chú anh chị của mình sẽ được kiểm tra lại qua hình thức là địa chính vào, đo đạc, cắm mốc, cắm danh,
sổ của mình thì mình được kiểm tra tại tài nguyên môi trường. Ngay cái ngày mình công chứng mình có thể kiểm tra ở tài nguyên môi trường huyện của mình được luôn. Đó, cũng như là toàn bộ cái video hình ảnh Thanh quay ở đây hoàn toàn là thực tế. Bây giờ cả nhà mình cùng cân nhắc với Thanh này, một lô đất xào giá rẻ, nếu như mình tính đất xào chỉ có 96 triệu trên 1.000 m², còn tính mét mặt tiền chiều ngang chỉ có hơn 5 triệu trên 1 mét. Và với toàn bộ là 4.879 m², chủ nhà bán hết chỉ có 470 triệu bao sổ sách cho quý cô chú anh chị của mình. Và lô đất của mình là đất đỏ, trên đất thì đã có nguồn thu cũng như có cây trồng cụ thể đầy đủ hết toàn bộ. Đó, dạ thì nãy giờ Thanh cũng quay từ trong ra ngoài cũng như toàn bộ ranh giới một lô đất chủ nhà gửi bên tụi em quay bán. Thì đến đây em xin phép tạm dừng video. Hẹn gặp quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư vào những video tiếp theo của em nha. Trước khi kết thúc video, cả nhà cho Thanh một nốt like, một nốt chuông để đón nhận những video Thanh quay và gửi lên hàng ngày. Rất mong được sự quan tâm và liên hệ của cả nhà mình rất nhiều.